Xin chào cả nhà nha. Thì hôm nay mình quay cảnh vợ chồng của mình một ngày ở ngoài vườn á cả nhà. Rồi chút nữa mình đi thăm lời thấy coi có cá không cho cả nhà xem ha. Thấy hay cả nhà cho mình một like, một đăng ký để mình có động lực ra thêm nhiều video hay hơn nữa ha. Thời gian qua đó thì mình làm ở YouTube cũng được một năm rồi cả nhà. Nhưng mà mình làm chưa có đủ giờ xem. Cái quy định của YouTube á, là mình làm á, trong 12 tháng gần nhất á, là phải đủ 4 ngày giờ xem là 1.000 người đăng ký. Nhưng mà số người đăng ký á, thì mình có hơn rồi. Bây giờ mình chỉ thiếu người xem, thiếu giờ xem thôi. Cho nên mình mong cả nhà cũng ủng hộ mình nhiều hơn nữa để cho mình có động lực làm thêm những clip mới nha cả nhà. Mình cũng xin cảm ơn cả nhà, các anh em đồng nghiệp YouTube đã ủng hộ kênh Hảo Quý Miền Tây của chúng mình trong thời gian qua rất nhiều ạ. Trời ơi, sao tự nhiên vô dữ vậy? Trời ơi, một đám luôn nè cả nhà ơi, nó vô chết hết trơn rồi nè. Có ngô, có chi. Trời ơi, hết rồi. Đóng có chê luôn. Vô chết hết trơn rồi. 2-3 ngày rồi mới đi thăm, chứ cái lọt nó nằm ở phía dưới rồi, nó chết trơn rồi. Dưới nước á. Mấy con anh? Ôi trời, cá bành bành không. Ủa ghê luôn. Trời ơi. Coi nè, coi nè cả nhà. Nó vô cho một lọp luôn, đầy lọp luôn mà chết sình luôn rồi nè. Sình nó trơn rồi nè. Chơi không? Con cá chê chà ná luôn kìa. Ổn quá trời ổn luôn. Chết trơn rồi. Chết sình luôn rồi. Có ăn được nó đâu. Phải nó vừa mới chết còn ăn được. Đặt này cũng 2 ngày rồi. Bữa tôi với gái đặt lại cũng 2 ngày rồi. 2-3 ngày rồi. Ổn thế ghê luôn. Giờ ấy đổ bỏ đi. Chết sành này ăn uống gì được nữa. Bữa đó bà gái mới rút sao cứ ngắt luôn rồi. Có lỗ đó, cái chai bự chưa bỏ không ra. Coi nè. Ôi ôi chết trơn nè cả nhà. Nó lấy bữa luôn rồi. Hai ngày mình không có thăm á, cái vô. Vô chết sình luôn rồi. Ô. Sình hết trơn mấy con cá trơn. Ổn thấy ghê luôn. Thôi mình đi lên con mít. Hôm nay nhà mình cắt mít cả nhà. Hôm nay cắt mít cả nhà. Trên mút mà. Đây là được nhiều mít. Không. Bi với Bi chở nữa. Chở nhiều quá. Cháu đi 8. Giờ mình đặt lại.
Ở không đặt cho đó nữa hả? Đặt lại mẹ chỗ cũ lên. Cái dừa này chưa thấy ra bông ta. Chờ đợi nó quá trời luôn, biết chừng nào mới có trái đi uống. Cái ổi nè cả nhà, cái ổi nè, trái dữ lắm luôn. Mà không có, mình không có bịch lại cái nó bị sâu. Ủa, ông nói ông đem cái miếng lưới đó theo ông bịch cái bọng của cục bỏ lại hả? Bọng trên. Này mình đặt cái lợp lại cả nhà. Giờ mình đặt lại cỡ 1-2 ngày sau mình ra mình thăm thấy cái mình lấy lại những gì đã mắc không cả nhà. Chứ hồi nãy là mình dở lên là cá chết sình luôn rồi, bỏ luôn không có ăn được gì đó cả nhà ơi. Chờ cả nhà đón xem ngày hôm sau mình đi thăm coi có lấy lại những gì đã mắc không nha cả nhà. Ông trời mới mưa nè cả nhà. Còn chuyển mây quá trời luôn nè. Trời này mưa nữa. Quá trời mây luôn rồi nè. Trời này làm sao mà tránh mưa nữa. Mới mưa đám lớn lắm rồi đó cả nhà. Anh ơi cái này mà mưa lớn vậy là chắc có cá nó chạy vậy đó anh. Đi thăm mấy cái lờ cho anh. Coi kiếm mớ cá gì về làm cơm ăn không? Lấy thùng đi. Ừ để em vô em lấy thùng. Trời mưa mát mát nè, thế nào cũng có cá gì kia chạy vậy. Ông trời cũng mưa nữa rồi cả nhà ơi, mưa nữa chắc cái này chắc hai chồng mình dở thăm cái lời này coi có không có gì chắc cũng phải đi về quá. Trời mưa đi về nhà cả nhà. Ở chỗ đó còn rau ngổ không anh? Lần chỗ đó rau ngổ nhiều lắm á. Còn coi dở thứ coi có gì không anh? Có gì kiếm lại luôn, kiếm bảy bữa cơm ăn khỏi đi chợ mua cá. Nhớ là chỗ đó rau ngổ nhiều lắm á. Tao dở coi, khui hàng coi. Bữa đó mình đặt chỗ này cũng trúng bài cá chê nè cả nhà. Rồi cá lăng rồi này kia nữa. Mình đặt lên chỗ cũ nữa. Bây giờ mình dở mình coi. Chỗ này hình như là cái chân cái họng cá nó chạy như gì á. Có bữa đó mình dính mấy cá chê luôn cả nhà mà cái lợp á vô cá chê bự á chắc nó dãy nha lại gì á. Cái lợp nó tuột xuống dưới nước á, nó ngọt quá, cá chết trơn, uổng thấy ghê. Có dính không? Có không? Ôi trời, em thấy con lươn kìa. Ôi trời ơi, vô mánh rồi cả nhà ơi. Ôi, dính hai con lươn luôn. Ôi, cá rô. Đúng là ngay chân chỗ đây là cá làm như nó chạy xuống chỗ này hay gì á. Coi kìa, nó chùi cái đầu ra kìa. Ôi, quá trời rồi. Vô mánh rồi. Rồi, bữa nay lươn sầu lăng ăn.
Sầu lăng nghe nó con chua gì cũng ngon hết trơn, cả nhà ơi luôn đồng mà làm món gì cũng ngon hết trơn á. Bữa nay mình vô mắm nè, cá rô nữa kìa, có cá kê nữa. Chết lần kia nó bông nè. Ừ. Lấy cái lần rộng luôn. Đi lại đây đổ kìa, sợ cái đất nó tòn xuống. Cái này chú ẩn hả? Đây nè. Ô cả nhà, ô vô mắm rồi cả nhà ơi, hên quá nè, được luôn rồi cả nhà. Hai con lươn luôn, ngon rồi anh ơi. Ba con cá rô với hai con cá trê cả nhà, cá đồng không à. Ôi ngon quá, vô mắm này trời mưa mà mày trúng này là ngon rồi, nó con chua và sầu lăng rồi này kia. Bây giờ mình tiếp tục đi thăm cái lò cá sặc cả nhà, coi có dính cá không. Hồi nãy mình ghé đó mình mua thêm lọp cá lóc nữa, mình dính mấy cá sặc nữa đó hả, coi bự không. Sao đây dính cá sặc bớm không mấy anh ha, sặc bớm chết không, cái thùng tôi để đâu rồi, tôi để bên kia à, không lấy thùng qua đi, dính được mấy cá sặc. Vậy là bữa nay vợ chồng mình cũng bội thu rồi đó cả nhà. Mình cũng xin kết thúc video tại đây nha. Chào tạm biệt cả nhà. Thấy hay cả nhà hãy cho mình một like, một đăng ký để mình có thêm động lực ra thêm nhiều video hay nữa nha.